hôm nay là 30 tháng 4, là đúng như lời hẹn của nhà trai. Trai nay đem hôm lễ để tình, để làm cái lễ đính hôn cho hai cháu là Trung Quốc và Trung Lâm. Kính trình với anh đây để biết để cho cái đoàn ở sau như rồi xin chấp thuận cái lời bên trai để cái là đến cái để được rồi. Cha mẹ hai bên nhận dâu
tên là tình cưới thì chương trình chỉ có bao nhiêu đó thôi, xin ý kiến của ông tổng đại gái lên đến kêu có gì thì khó dễ.
cho bên xui á, để hai cháu sắp xếp rồi cái đó cho lại hai đứa gì đó. Hai đứa lấy luôn. Hai cháu nó thành thôi thì đây chúng ta diện cho họ và gái để nó là cho hai cháu nó là trước đây thì đi nói đi mua cháu không có nghe là đầy đủ cô bác này rồi là đầy đủ gì để cho cháu nó là dinh dưỡng cho nó là nội ngoại hai họ hết. Hai mẹ có công giữ dục sinh thành nay là để cho cháu nó cái là mong muốn cho cháu nó có thành hôn để uống cái ly rượu là đây thực tế có nghe giờ cái là con mời tử giữ được cái người già đó. Rồi cũng lấy hai chiếc xuôi ơi. Đứng lên cũng lên cái hai anh đứng lên luôn, đứng lên cũng lên cái cốc rồi. Rồi. Rồi uống. Cha mẹ gái đứa có cho cháu có hai cây vàng. Chưa mà ngoài không sợ mất chưa tới tôi cháu. Hai. Nó bà nội đi không được, gửi cho cháu nội vậy không? Đâu. Dạ. Hai đứa học lên, mang đồ cho học ra đi. Nói. Đi.
Đưa mấy vô 7. Có cặp dẫn tặng cho hai con với một cái phần tiền mừng, chúc cho hai con được trăm hạnh phúc, xây dựng tổ ấm gia đình lúc mãi mãi yêu thương nhau. Nó có cắt bánh kem mà quay đi xuống sau đây.